lúc 13 tuổi khi mà em bắt đầu đến với bóng chuyền thì lúc đầu em nghĩ là em chơi, em chỉ đi trải nghiệm. Nhưng mà khi em đến với trái bóng thì kiểu mọi thứ nó cứ cuốn đối với em như thế và em cứ theo đuổi nó thôi. Xin kính chào quý vị khán giả. Quả thật thành công chẳng bao giờ tự tìm đến nếu người trong cuộc không nỗ lực vượt qua những chấn thương, vượt qua nỗi nhớ gia đình sau những ngày dài đằng đẵng tập trung trên câu lạc bộ cũng như ở đội tuyển quốc gia. Chỉ có ý chí vươn lên mới giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để không ngừng cải thiện bản thân. Và câu chuyện của vận động viên Đoàn Thị Lâm Oanh, chuyền hai của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và hiện đang chơi cho câu lạc bộ Thông tin Trường Tươi Bình Phước là một minh chứng cho sự quyết tâm theo đuổi đam mê được khởi nguồn từ khát khao của một người mẹ. Và đây sẽ là câu chuyện chúng tôi kể với quý vị trong chương trình Vượt Ngưỡng số tuần này. Năm mà em 13 tuổi ấy, thì do cái chiều cao của em là khá là nổi trội hơn so với các bạn cùng trang lứa, thì cũng tình cờ là ba mẹ em có biết đến câu lạc bộ bóng chuyền nữ Thông Tin thì cũng đăng ký cho em thi tuyển. Thì em mới đầu em cũng chỉ nghĩ là em chỉ đi trải nghiệm cho vui thôi. Do ba mẹ em kiểu quá là thích, xong rồi đi đâu ba mẹ em cũng dẫn em đi theo hết. Từ những trận đấu bé kiểu như nghiệp dư mà thì kiểu thi đấu nhiều hay là đi chơi nhiều thì em cũng chỉ đi cùng em xem thôi. Ba mẹ em là cái người mà có sức ảnh hưởng rất là lớn đối với em trên con đường sự nghiệp của em. Mẹ em luôn dùng nhiều cách khác nhau để tiếp thêm cho em động lực cũng như là cái đam mê. Không phải riêng mẹ em mà cả đại gia đình em luôn, từ ông bà, ba mẹ, dì cô, chú bác, anh chị em trong gia đình em thì đều rất là ủng hộ em trên con đường mà em theo đuổi đam mê của mình. Và mọi người hầu như ấy, là các trận đấu mà em tham gia thi đấu thì đều có gia đình em đến sân cổ vũ. Và nếu mà mọi người không đi được thì dù bận đến mấy thì cũng đều theo dõi qua truyền hình. Và em nghĩ nó là một cái nguồn động lực rất là lớn đối với em. Khó khăn mà em gặp phải hay gì thì em cũng không có chia sẻ nhiều. Mà do là chắc là ba mẹ em cũng kiểu, tuy là nghiệp dư nhưng mà ba mẹ em cũng từng chơi bóng chuyền rồi, nên là cũng hiểu phần nào những cái khó khăn mà em gặp phải. Nên là mọi người cũng kiểu như tìm cách để nói chuyện, để giúp đỡ em vượt qua những cái khó khăn đấy thôi. Nếu mà từ đầu mà em muốn thì em cũng chỉ muốn chọn cái vị trí đối chuyền, chứ em không thực sự thích chơi chuyền hai. Nhưng mà do chắc là cái cơ duyên đến với chuyền hai cũng là cô Ngọc, cô Hà, cô Oanh, cô Thúy thời điểm đấy thì cũng thấy em có cái tố chất để theo đuổi chuyền hai ấy. Thì cái chuyền hai là một cái vị trí mà nó quyết định rất là lớn đến cái chiến thắng của trận đấu. Và nó cũng là một cái vị trí rất là khó, nó cần cái sự kết nối các thành viên trong đội với nhau ấy. Thì mọi người hay trêu em là cái vị trí của em là làm dâu trăm họ ấy. Thì em cũng biết được nó rất là khó, nên là em luôn luôn nỗ lực cố gắng để cải thiện hơn từng ngày. Em nghĩ nó là áp lực, tuy nhiên nó cũng là một cái nguồn động lực để cho em cố gắng hơn mỗi ngày. Khi mà em có những người thầy cô giỏi, những người đàn chị đi trước mình rất là giỏi như thế thì bản thân em luôn phải cố gắng hơn thì em mới có thể tiếp tục thi đấu và cống hiến được. Còn nếu mà em chỉ cần em lười biếng đi một chút thì chắc chắn là em sẽ không có cơ hội để em có thể phát triển bản thân. Thể thao mà không bao giờ có thể tránh được cái việc chấn thương được. Với cả cái việc mà thi đấu mà cái phong độ của mình nó không ổn định thì là cái điều đương nhiên là sẽ xảy ra. Và em rất là may mắn thì những cái lúc như vậy em luôn có thầy cô và đồng đội của em bên cạnh để giúp đỡ, ủng hộ em để em có thể lấy lại sự tự tin và tiếp tục chiến đấu. Và bên cạnh đấy thì gia đình em cũng là cái nguồn động lực rất là lớn để em có thể vượt qua mọi khó khăn. Cái chấn thương mà em gặp nặng nhất là lúc mà 2017 em từng bị lật cổ chân liên tục trong vòng một tháng rưỡi, mà em cứ thi đấu xong rồi cứ lật đi lật lại như vậy. Và sau đấy thì em phải bó bột để em định hình kiểu như cái xương của mình cho nó hoàn toàn hồi phục ấy. Nhưng mà sau cái chấn thương đấy thì em nghĩ là bản thân mình phải cố gắng hơn nữa, cứ nỗ lực cố gắng thôi, chứ em cũng chưa bao giờ em nghĩ đến cái việc em sẽ dừng lại cả. Nhiều người nói rằng Lâm Oanh sinh ra là dành cho bóng chuyền bởi cô có gia đình ủng hộ hết lòng, có mẹ là một người đam mê bóng chuyền và là người hun đúc tình yêu chỉ dạy cho con gái những kỹ thuật cơ bản nhất khi Lâm Oanh mới bắt đầu chập chững làm quen với bóng chuyền. Tuy nhiên nếu không có quyết tâm, không có nghị lực được tôi luyện qua năm tháng thì sẽ không thể có một Lâm Oanh của ngày hôm nay. Từ khát vọng của người mẹ đến ý chí của người con là cả một hành trình nhiều khó khăn để giấc mơ được hiện thực hóa thành sự thực. Và thưa quý vị, đó chính là câu chuyện mà chúng tôi kể trong Vượt Ngưỡng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Trong cái quãng thời gian sự nghiệp của em thì em chưa một ngày nào em cảm thấy tự hài lòng về bản thân mình cả. Và em luôn muốn là em sẽ cố gắng hơn mỗi ngày để kiểu như là sẽ tốt hơn mỗi ngày. Và em luôn muốn là sẽ cống hiến thi đấu cho câu lạc bộ Thông Tin cũng như là đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và bên cạnh đấy thì em luôn mong muốn là bản thân mình có thể thi đấu cho nhiều câu lạc bộ nước ngoài hơn nữa, thì nó sẽ giúp em có thể cải thiện được nhiều hơn ạ.